Ngày 25 tháng 5 vừa qua, đội tuyển Futsal Việt Nam đã xuất sắc vượt qua Liban nhờ loạt bàn thắng trên sân khách sau hai lượt trận playoff. Qua đó chính thức có lần thứ hai giành vé tham dự vòng chung kết Futsal World Cup 2021. Theo kế hoạch, ban đầu giải FIFA Futsal World Cup được tổ chức vào năm 2020. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, FIFA đã thông báo tạm hoãn giải đấu và rời tổ chức sang năm 2021 từ ngày 12 tháng 9 đến ngày 3 tháng 10 tại Litva với tên gọi FIFA Futsal World Cup 2021. Đây là kỳ Futsal World Cup lần thứ 9 trong lịch sử, là giải đấu FIFA đầu tiên được tổ chức tại Litva và giải Futsal World Cup thứ 3 được tổ chức ở châu Âu. Trước đó là các giải được tổ chức vào năm 1989 ở Hà Lan và năm 1996 ở Tây Ban Nha. Futsal World Cup 2021 đã chọn được 24 cái tên góp mặt ở vòng chung kết, bao gồm chủ nhà Litva cùng các đại diện của châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Đại Dương, Bắc Mỹ và Nam Mỹ. Do giải đấu Futsal châu Á 2020 bị hủy dưới ảnh hưởng của dịch Covid-19, AFC đã đi đến quyết định dành 3 suất đặc biệt dự World Cup Futsal 2021 cho 3 đội có thành tích tốt nhất của vòng chung kết Futsal châu Á, gồm Iran, Nhật Bản và Uzbekistan. 4 đội có vị trí tiếp theo là Thái Lan, Liban, Iraq và Việt Nam được bốc thăm chia thành 2 cặp để thi đấu theo thể thức lượt đi và về để xác định 2 suất còn lại đến Litva. Nhớ lại trận playoff của tuyển Futsal Việt Nam, đúng như kỳ vọng của người hâm mộ, các chiến binh sao vàng đã xuất sắc vượt qua Liban sau 2 lượt trận nhờ bàn thắng sân khách, qua đó có lần thứ 2 trong lịch sử góp mặt tại vòng chung kết FIFA Futsal World Cup. Đây là trận đấu không dành cho những người yếu tim, đặc biệt là 3 phút cuối của hiệp 2. Tuyển Futsal Việt Nam có bàn thắng vươn lên dẫn trước nhờ công của Châu Đoàn Phát, nhưng chỉ vài chục giây sau đã bị gỡ hòa 1-1. Các học trò của huấn luyện viên Phạm Minh Giang đã chơi lăn xả đến những giây cuối cùng, để rồi cả sân Khor Phak Khan như vỡ tung bởi màn ăn mừng tấm vé tới World Cup 2021 của tuyển Futsal Việt Nam. Như vậy, châu Á có 5 đại diện có mặt ở đấu trường này, gồm có Iran, Nhật Bản, Uzbekistan, Thái Lan và đội tuyển Việt Nam. Đây cũng là lần thứ 2 đội tuyển Futsal của chúng ta giành quyền góp mặt tại vòng chung kết FIFA Futsal World Cup. Đội bóng của huấn luyện viên Phạm Minh Giang đang xếp ở nhóm hạt giống số 4 cùng với các đội Maroc, Mỹ, Uzbekistan, Angola và Venezuela. Tại giải đấu này, các đội tuyển tham dự World Cup Futsal được chia làm 6 bảng. Mỗi đội có 4 bảng, đội nhất, nhì và 4 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất giành quyền vào vòng loại trực tiếp. Trong số các đội bóng tham dự, Venezuela và Angola là 2 đội bóng có lần đầu tiên góp mặt tại World Cup Futsal, nhưng Venezuela xếp ở hạng thứ 23 thế giới, còn Angola xếp ngay dưới đội tuyển Việt Nam trên bảng xếp hạng của Futsal World Ranking. Ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch năm nay chính là đội tuyển Tây Ban Nha, đội bóng đang xếp đầu bảng xếp hạng. Ngoài ra, những đối thủ như Argentina, Brazil hay Nga cũng rất mạnh. Tuyển Futsal Việt Nam sẽ có khoảng 3 tháng để chuẩn bị cho những bước cuối cùng trước khi chinh chiến tại một kỳ Futsal World Cup lần thứ 2 liên tiếp được tổ chức tại Litva. Đất nước tổ chức Futsal World Cup 2021 có gì đặc biệt? Từ ngày 12 tháng 9 đến ngày 3 tháng 10 năm 2021, 24 đội tuyển trên khắp thế giới sẽ tề tựu tại Litva để tham dự vòng chung kết FIFA Futsal World Cup. Trước đó, ngày 21 tháng 9 năm 2020, nước chủ nhà đã công bố linh vật của FIFA Futsal World Cup sắp tới, đó chính là chú hạc trắng Ivatito. Tên gọi của linh vật này được lấy từ chữ Ivatis theo tiếng địa phương, có nghĩa là nhanh và dứt khoát, những đặc điểm cần có ở một cầu thủ Futsal xuất sắc. Trong khi đó, hạc là quốc điểu của Litva kể từ năm 1973. Litva là một đất nước xinh đẹp, thuộc bờ biển Baltic, nơi có hệ thống thực vật phong phú, những bờ vịnh xinh đẹp và có dải cát trắng trải dài. Đây là một quốc gia nằm ở phía đông của châu Âu, nhưng lại được Tổ chức Liên Hợp Quốc sắp xếp vào các nhóm nước Bắc Âu. Quốc gia này có đường biên giới giáp với Latvia, Belarus và Ba Lan, tổng diện tích 65.300 km2. Địa hình hỗn hợp giữa những vùng đất thấp và cao nguyên cùng với hệ thống sông hồ dày đặc tạo nên không gian xanh mát xinh đẹp cho vùng đất này. Chỉ mất khoảng 4 tiếng đồng hồ lái xe, người ta có thể di chuyển từ cực Bắc cho đến tận điểm cuối cùng phía nam của Litva. Tại vòng chung kết FIFA Futsal World Cup 2021, 3 địa phương được chọn để tổ chức các trận đấu là Vilnius, Kaunas và Klaipėda. Trái tim của Litva là thủ đô Vilnius, có niên đại ít nhất vào thế kỷ thứ 14. Đây là nơi còn lưu giữ nhiều cung điện, lâu đài cổ kính, đậm màu sắc huyền bí như trong những câu chuyện cổ tích. Chúng ta vừa cùng nhau đi qua một số điểm đáng chú ý về kỳ FIFA Futsal World Cup 2021 sắp tới, cũng như về đất nước chủ nhà sẽ đăng cai giải đấu này. Hy vọng đội tuyển Futsal Việt Nam sẽ có nhiều kỷ niệm đáng nhớ ở đất nước châu Âu xinh đẹp này. Để kết thúc video, mời cả nhà cùng xem lại 3 phút cuối dài như 3 tiếng trận playoff Việt Nam Liban. Thay cho lời chào tạm biệt của Nextsport, đừng quên follow fanpage cũng như kênh YouTube của Nextsport để xem thêm nhiều những video hấp dẫn nha. Goal!
Châu Đoàn Phát là người vừa tỏa sáng mang về bàn thắng mở tỷ số cho đội tuyển Futsal Việt Nam. Rất gần rồi với chiếc vé tham dự vòng chung kết World Cup với bàn thắng vừa rồi. Trận đấu còn 3 phút 37 giây nữa. Một khoảnh khắc bùng nổ. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha đi bóng đầy quyết tâm này, vượt qua được Khiandin và dứt điểm kỹ thuật đánh bại thủ môn Namadani. Một lần nữa hãy cùng chiêm ngưỡng lại khoảnh khắc có thể là quan trọng nhất của trận đấu playoff lượt về. Một hiệp đấu đầy khó khăn với đội tuyển Việt Nam, nhưng một tình huống mang tính đột biến, sự tỏa sáng cá nhân, phá dứt điểm qua hai chân thủ môn đối phương. Huấn luyện viên Phạm Minh Giang, ông đang đứng trước cơ hội lần đầu tiên đưa đội tuyển Việt Nam dự lần thứ hai World Cup, và huấn luyện viên đội đầu tiên dẫn dắt. Chúng ta hãy chờ đợi các cầu thủ đội tuyển Việt Nam thi đấu như thế nào. Nhưng khi có được lợi thế thì cần phải tránh rơi vào tình trạng hưng phấn quá mức. Thời gian vẫn còn. Và đây là một hiệp đấu rất khó khăn với đội tuyển Futsal Việt Nam. Khiandin. Bàn thắng dành cho đội tuyển Liban. Như tôi đã nói, ngay lập tức. Đáng tiếc là chúng ta đã để thủng lưới. Và nếu tính vào thời gian thi đấu thì Việt Nam chỉ duy trì lợi thế được trong vòng vỏn vẹn 30 giây. Rất đáng tiếc khi mà Liban đã phải chơi ở tâm thế là không còn gì để mất. Thật sự đáng tiếc. Nhưng kết quả này vẫn sẽ là kết quả đưa Việt Nam đi tiếp. Đó là một lời cảnh tỉnh sau bàn thua vừa rồi, đủ để cho đội tuyển Việt Nam sẽ phải tập trung hơn. Thật sự là đáng tiếc khi đánh mất lợi thế chỉ sau có 30 giây thôi. Nhưng mọi thứ vẫn đang ở phía trước. Quãng thời gian hội ý, mọi thứ sẽ diễn ra nghẹt thở trong những phút thi đấu còn lại. Khi mà đội tuyển Liban đã buộc phải chơi power play thì họ đã gần như là ngay lập tức có được bàn thắng san bằng tỷ số. Có được bàn thắng mở tỷ số giải tỏa cho chúng ta khá nhiều điều. Nhưng đúng là chỉ một khoảnh khắc mất tập trung khi mà mọi thứ vẫn còn đang ở trạng thái hưng phấn, đã gần như là dội một gáo nước lạnh cho đội quân huấn luyện viên Phạm Minh Giang. Nó cũng là một điều cần thiết để chúng ta có thể nhìn nhận lại và tập trung tối đa bảo vệ thành quả này. Với những gì mà đội tuyển Liban đã chơi ở hiệp đấu thứ hai, nếu như thủ môn Hồ Văn Ý không xuất sắc và cộng thêm cả sự may mắn nữa thì thậm chí là chúng ta đã có thể để thua trước. Bây giờ đang là tỷ số hòa 1-1 tại nhà thi đấu Khô Phác Căn. Đội tuyển Liban sẽ phải khẩn trương hơn. Và nếu như Việt Nam có thể thi đấu với một cái đầu lạnh thì chúng ta còn có được thêm những cơ hội với những khoảng trống sẽ xuất hiện nhiều hơn. Đây là Văn Hiếu. Không được. Cần phải bình tĩnh và chơi với một cái đầu lạnh. Kết quả này là kết quả sẽ khiến cho Liban phải dừng bước. Và họ đang chơi power play. Khiandin. Hết sức căng thẳng và kịch tính. Khiandin. Luân chuyển trái bóng nhanh và liên tục là những gì mà đội tuyển Liban sẽ làm. Không được. Không còn nhiều thời gian nữa. 1 phút 58 giây nữa. Người đang chậm rãi bước về chấm đá phạt góc là Mạnh Dũng. Không vào. Và không có gì phải vội vàng cả. Có thể làm giảm nhịp độ
và làm giảm đi sự hưng phấn mà các cầu thủ Li Bang muốn đẩy lên cao trào. Cú sút, bóng đi đúng vào vị trí của thủ môn Hamadani và Li Bang quay trở lại trạng thái chơi power play. Đường chuyền vừa rồi đã bị bắt bài, pha xử lý là của Abu Zahid. Kiendin nghẹt thở cho những pha bóng diễn ra bên phía phần sân của đội tuyển Việt Nam. Những tình huống đưa bóng về cột 2 là hết sức nguy hiểm. Đó là một trong những pha bóng đã mang về bàn thắng cho đội tuyển Li Bang. Thời gian trận đấu chỉ còn tính bằng giây. Không vào! Hồ Văn Ý đã vắt gọn trái bóng trong tay. Bốn mươi lăm giây nữa, những nỗ lực còn lại của Li Bang và những phút giây nghẹt thở, những phút giây mà chúng ta sẽ chiến đấu hết mình để duy trì kết quả này. Hai mươi tám giây, khoảng trống. Hồ Văn Ý đã băng ra nhanh và khiến cho cầu thủ của đối phương không thể có được cú sút. Một cầu thủ của Việt Nam đang bị đầu. Đó là Đức Hòa. Mọi thứ cần phải được làm chậm một cách tối đa. Còn 22 giây nữa. Cần phải hết sức tập trung. Đó là pha xử lý không thành công của Kendin. Trận đấu còn 8 giây. Hiệp 2 còn 8 giây nữa. Chiếc vé tham dự vòng chung kết đến rất gần. Và đây có thể coi là cơ hội cuối cùng của Li Bang. Gần như là không còn cơ hội nào rồi. Tất cả đã được định đoạt ở trận đấu này. Đây sẽ là pha bóng cuối cùng. Giây cuối cùng. Đó là giây cuối cùng. Và đội tuyển Busan Việt Nam đã lọt vào vòng chung kết World Cup của năm 2021. Tuyệt vời Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam đã chứng tỏ được tất cả những nỗ lực và quyết tâm đã được đền đáp ở trong trận đấu playoff lượt về này. Đầy khó khăn nhưng đầy quả cảm, quyết tâm để cuối cùng có được thành quả, chiếc vé tham dự vòng chung kết World Cup lần thứ 2 trong lịch sử.